Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ. Theo đó, mỗi ngày có 38 chuyến bay khứ hồi, trong đó Đà Nẵng có 4 chuyến. Giai đoạn thí điểm từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, bên cạnh việc quy định cụ thể các chặng bay, tần suất bay, Bộ Giao thông Vận tải đã hướng dẫn cụ thể về điều kiện tiêu chuẩn việc tổ chức và thực hiện chuyến bay. Các hãng hàng không chỉ tiếp nhận vận chuyển hành khách có nhu cầu đi lại phục vụ quá trình phục hồi kinh tế theo thứ tự ưu tiên, hoạt động công vụ, lực lượng phòng chống dịch COVID-19, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và các đối tượng khác. Điều kiện phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm về địa phương, có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Cùng với đó, hành khách cũng phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau ngoại cơ, đau rát họng.